Chiều ngày 8 tháng 11, tổ dân phố Bạch Đằng 1 thị trấn núi đèo tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930 18 tháng 11 năm 2020. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Thị Kim Loan, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy, lãnh đạo một số phòng ban ngành của huyện, lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thị trấn núi đèo và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tổ dân phố. Trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Tổ dân phố Văn hóa Bạch Đằng 1 là khu dân cư nằm trải dài theo quốc lộ 359 với gần 200 hộ với trên 1.000 nhân khẩu. Người dân sống chủ yếu bằng nghề kinh doanh, dịch vụ và buôn bán nhỏ. Hiện khu phố có trên 80% hộ khá giả, không có hộ đói nghèo. Nhiều năm liền, khu phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, những năm qua, các phong trào nhất là cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh luôn được tổ dân phố triển khai tích cực, tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các đơn vị cơ quan chỉnh trang đô thị, nhà văn hóa, cải tạo các khuôn viên, xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng khu phố kiểu mẫu. Cùng với đó, việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho người dân cũng được đặc biệt quan tâm việc đầu tư đầy đủ thiết chế nhà văn hóa, vận động nhân dân xã hội hóa, nâng cấp cải tạo vườn hoa, đồng cao, lát vỉa hè các công trình phụ trợ với tổng kinh phí trên 800 triệu đồng. Tổ dân phố đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, huy động mọi tầng lớp lứa tuổi cùng tham gia. Năm 2020, tổ dân phố có 95% số hộ đạt gia đình văn hóa, số hộ đạt gia đình văn hóa liên tục 3 năm đạt 95% Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thế Đầu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thị trấn Núi Đèo, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ dân phố Bạch Đằng 1 trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, nhân dân trong tổ dân phố tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung của cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thường xuyên tuyên truyền quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới người dân nhằm tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân, tăng cường vận động người dân phát huy những thế mạnh của địa phương, đoàn kết giúp nhau đẩy mạnh sản xuất, xây dựng đời sống kinh tế ổn định và phát triển. Qua đó tiếp tục xây dựng khu phố ngày càng văn minh hiện đại, đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương Thủy Nguyên và thành phố Hải Phòng. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Đèo đã tặng giấy khen gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm cho 34 hộ gia đình. Qua đó kịp thời động viên các gia đình tiếp tục tích cực thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tổ dân phố đã khen tặng cho 8 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc và biểu dương các cháu có thành tích cao trong học tập.